Xin giới thiệu đến mọi người, đó chính là Anti Wrinkle Skin Lotion. Đó, nhìn cái chai là biết là rất là đẹp rồi, không biết nó đẹp hơn trường hay không nữa. Cái sản phẩm này á, thì sẽ làm cho mình rất là đẹp da, làm mát da, dịu da. Nó là một cái lớp gel màu trắng, mỏng. Mọi người yên tâm đi, nó sẽ không có lo là sợ bị bít lỗ chân lông đâu nha. Tại vì nó thấm rất rất là nhanh. Những sản phẩm trước Trường từng sử dụng á, thì khi mà thoa lên á, để chuyển qua bước thứ hai thì nó mất đến ít nhất cũng phải 3, có thể đến 5 phút luôn. Nhưng mà riêng sản phẩm này khi mình Trường sử dụng, Trường rất là ngạc nhiên. Vì Trường thoa lên thì mình cảm nhận là nhiều nhất chỉ là khoảng 10 đến 15 giây là mình có thể chuyển sang bước thứ hai, rồi tiết kiệm rất là nhiều thời gian, đúng không? Buổi tối nhiều khi buồn ngủ quá, 1-2 phút nó rất quan trọng, đúng không mọi người? Rất đẹp.